夜景空心对朗月，朗月清辉亮。寒天天涯离开家园，寻通破月亮。何向天涯回首家乡，夜夜梦盼望。树落月，风光自然堂上，笑着伴长团聚愉快，温暖处落一样。 黄色人，前尘秋风送柳浪，朗月光且亮。人去天涯，平中漂流，何处有岸？离开西夷，怀想家乡，与地浪注望，笑对朗月。 光光照的堂上，照着半场下，以父母温暖处落一样。光光照的堂，远处里隔咗千里白云晚望，想想想，别离后，全心充满福思乡。 每夜每朝抱愁眠，悲痛流浪，故里故园虽是难忘，空盼望。心操满地风霜，最短。 Tập 40 Linh Đồng chuyển thế. Cái thằng khốn kiếp này, đi chết lại đi một mình như vậy. Em đúng là ác độc mà, đi chết mà không rủ chị. Nè, nếu mà nó nói trước á, chị có đi chung hay không? Nói thật lòng đi. Dĩ nhiên đi rồi. Không phải, nếu mà nó nói trước như vậy á, tôi đánh cho nó ngất xỉu luôn. Nè Tú à, em đi rót chút nước cho chị Khôi uống đi ha. Rót nước sao? Sư huynh à, mình ra ngoài tìm chút gì làm đi ha, đừng có ngồi ở đây nữa. Đi thôi. Sư phụ à, coi chừng chỉ giùm con ha. Cô Khôi à, đừng như vậy nữa, à mễ sẽ tay qua đằng khỏi thôi. Cái thằng ngu đó đúng là tên đạo sĩ thối như ông á, mà không đối phó được với ông ta thì Hà Mễ làm sao mà có cơ hội được đây. Cô đừng như vậy mà. Nuôi nó bao nhiêu năm trời, tôi thật lòng thương nó lắm, tôi còn xem nó như con của tôi nữa mà. Tại sao chứ? Sư phụ. Xin lỗi, con không biết hai người đang làm như vậy. Có chuyện gì? Hà Mễ về rồi. Thật sao? Hà Mễ, em không sao chứ? Chị Khôi. Mà sư phụ, tại sao Hà Mễ lại bị vậy hả? Bạn ấy bị trúng tà thuật, lại còn bị đớt xuống vực, em cứu không nổi. Mà sư phụ, anh ra giá đi, bao nhiêu tiền cũng được hết đó, cứu nó giùm đi. Chị Khôi. Hà Mễ. Chị Khôi, em nhờ chị một việc. Chị hứa với em đi. Chị không hứa đâu. Chị mà hứa là em sẽ rời bỏ chị. Kiếp này chúng ta không có duyên, kiếp sau em đầu thai làm con chị. Chị còn chưa có chồng mà,
chị không muốn em làm con của chị đâu. Ừ, chị sẽ có chồng, chị còn xinh đẹp dịu dàng mà. Chị nhớ lo cho bé Hưởng lo đầu nha. Hà mẹ, Hà mẹ à. Mau sư phụ, chuyện lớn rồi. Mau sư phụ, nguy rồi, nguy rồi. Mau sư phụ, nước sông trên núi Tây Sơn lên rất cao, sắp tràn tới trấn của mình rồi. Tại sao lại có chuyện như vậy? Nước sông dâng lên, vậy toàn bộ người trong trấn sẽ mất mạng đó. Là bác Tư Ba. Bác Tư Ba sao? Sao mấy lại muốn làm như vậy? Cuối cùng ta đã hiểu sao ông ta vào trấn để bắt người. Thì ra là muốn sát trấn, giết người diệt khẩu. Vậy có liên quan gì tới chúng ta? Vậy tất cả những người trong trấn đều biết Hà Mễ là chuyển thế linh đồng. Ông ta sợ chúng ta đồn ra ngoài, vì vậy ông ta muốn giết người diệt khẩu. Ông giết nhiều người vậy là vì cái gì chứ? Sao vì Hà Mễ là chuyển thế linh đồng mà lại muốn giết chết đó chứ? Sư phụ à, chúng ta phải làm sao đây? Phải rồi. Như vậy đi, Sơ Tú, các con tìm Tống đội trưởng, nó quả nhanh chóng sơ tán tất cả dân làng, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Con biết rồi sư phụ. Chúng tôi mau chóng đi thông báo. Hải, sư phụ, con ở đây làm người hộ pháp cho ta, ta phải xuống địa ngục cứu Hà Mễ. Dạ biết rồi. Hà Mễ còn cứu được sao? Đúng rồi, con vừa nhắc ta mới nhớ ra, nó là chuyển thế linh đồng, nó được phật quan bảo hộ thân thể, chỉ cần thời gian trong một nén nhang, nếu như vong hồn nó chưa tiêu biến thì có thể xuống địa phủ để cứu nó về. Dòng đi bao lên đi. Đi thôi. Lát nữa tôi mở cửa âm dương, lúc tôi xuống địa phủ để cứu Hà Mễ, các người trên này đừng để ngọn đèn bị tắt lửa. Tôi dựa vào lửa này để trở về cửa cứu dương. Nếu như ngọn lửa này tắt đi, chúng tôi sẽ suốt đời ở lại cửa âm, mãi mãi không thể quay lại được. Còn nữa, không được động vào thân thể của hai chúng tôi, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Dạ sư phụ. Còn nữa? Còn cái gì nữa? Nếu mà dám động vào sợi tóc của nó thì tôi đây hả sẽ lừa bãi với người đó luôn. Tóm lại là đừng động vào tất cả đồ đạc trong phòng này, như vậy sẽ đảm bảo an toàn nhất đó. Tôi biết rồi, ông đừng nói nhiều nữa. Âm dương thiên môn mở đường âm phủ. Mau đi hộ pháp cho mau sư phụ đi. Cô kêu ổng là mau sư phụ hả? Đúng rồi, cứu được Hà Mễ là mau sư phụ, không cứu được Hà Mễ là đạo sĩ thối, ông già đâu mét. Nếu cô chịu gọi mau sư phụ thì cô ở đây hộ pháp đi, tôi ra ngoài canh chừng. Sư phụ có chuyện gì? Tên đạo sĩ đó xuống địa phủ để cứu Hà Mễ. Vậy chúng ta phải làm sao? Các ngươi lập tức xuống núi đến chỗ tên đạo sĩ ngăn cản ông ta, đồng thời dẫn La Tang về đây. Dạ. Muốn xuống địa phủ sao? Đâu có dễ vậy. Quỷ Sa Đại Dân, có một vị chuyển thế linh đồng của Đạt La Lạt Ma bị cái gian hãm hại, dù thay địa phủ vì bá tánh thiên hạ, tôi đến đây để mang cậu ta trở về. Ông rốt cuộc là vật thể nơi nào, sao lại muốn vào địa phủ? Tại hạ là Mao Tiểu Phương, mong Quỷ Sa Đại Dân chăm chút một chút. Nà, đừng có làm phiền tôi, ông mang chỉ thị xuống tôi nhất quyết không làm. Làm nhiều sai nhiều, không làm thì không sai. Tôi tưởng chỉ có người nhân gian mới như vậy, ai dè người dưới âm phủ cũng vậy thôi.
Xem ra tôi phải xông pha một trận rồi. Được rồi, tôi cho ông cơ hội, không cần xông pha. Được. Đạo sĩ, cẩn thận, ở dưới là 8 tầng địa ngục, nếu rơi xuống là không bao giờ quay trở lại được. Đa tạ quý xe đại nhân. Ngươi từ đâu tới? Mau theo chúng tôi. Làm gì vậy? Sao không đi? Không đi. Dẫn cô ta đi. Đi. Dắt tôi về làm gì vậy? Đừng mà. Đừng mà buông ra. Buông ra. Buông ra. Hà Mỹ. Mau sư phụ. Đạo sĩ, không có đầu trâu mặt ngựa chúng tôi bắt đi thì ông làm sao đến địa phủ được? Bằng đạo cũng gì bắt tính thiên hạ tôi. Nói nhiều làm gì, đồ đần độn, không có đầu trâu mặt ngựa chúng tôi dẫn đi thì không được tự ý xâm phạm vào địa phủ. Bắt ông ta về. Ông xuống đến đây rồi mặc kệ ông đi, canh giữ địa phủ là chuyện của 18 quỷ sai, đâu liên quan chúng ta. Làm nhiều sai nhiều, không làm thì không sai. Nói cũng phải, để ông ta đi đi. Không được, tôi mới được cậu ta về. Như vậy liên quan tới chúng tôi rồi, bị bề trên biết được phiền phức lắm. Đúng vậy, không cho đi. Đánh ông ta đi. Ông cho rằng đánh bại đầu trâu là được rồi sao? Buông ra, tôi thay anh báo thù. Các người đánh đi, tôi đi trước nha. Trâu chỉ dùng để cày ruộng thôi. Lợi hại lắm rồi sư phụ. Chúng ta đi. Dạ. Là ta, giết hai người bọn họ cho ta. Khoan hãy đi, còn phải bước qua cửa của tôi nữa. Người có thể đi, nhưng đứa trẻ phải ở lại. Má sư phụ, người bị sao vậy? Trời, nè, con làm cái gì vậy? Buông ra, buông ra. Trời, buông ra. Ôi trời, trời, ây da. Nè, con làm cái gì vậy? Buông ra. Trời, buông ra. Ây da. Ôi trời, nè. Hà Bảy chính là bạn thân của con mà, con có nhầm lẫn hay không vậy? Con muốn hại chết nó sao? Hải ơi, nhanh lên vào đây. Chuyện gì? Buông ra, buông ra. Con bé sao mạnh dữ vậy? Hưởng loa đầu. Hà Bảy rất tốt với con mà, không nhớ sao? Trên thế gian này, nó đối xử với con là tốt nhất đó. Nó bây giờ đang ở địa phủ, con đừng ngu dốt như vậy nữa, con hãy mau tỉnh lại đi mà. Tỉnh lại đi mà con, xin con nó tỉnh lại đi. Ai da? Hả? Tỉnh lại rồi. Tại sao lại như vậy? Thank you.
Mao sư phụ, làm sao bây giờ? Phải tìm cứu quay lại dân gian, nếu không chúng ta trở thành âm hồn ở dưới đây. Cậu sợ sao? Không có, con chỉ cảm thấy đáng tiếc. Chúng ta không quay trở lại dân gian được. Bác Tư Ba có thể dân gian, muốn làm gì thì làm. Đến lúc đó bác tánh thiên hạ gặp khổ rồi. Được, ngài biết nghĩ như vậy chính là đại từ đại bi. Trên đường đi tôi có nghe tiếng nói của ngài nên đến đây để giúp cho ngài. Đây là cửa trở về nhân gian, ngài mau đi cho, đừng đi bên đó. Đây mới là cửa chính trở về nhân gian, đừng tin hắn. Tôi mới là thật, tôi mới là thật. Tại sao lại như vậy được? Tôi mới là thật, tôi mới là thật. Mau sư phụ, chỉ có một người là phần ninh ma, còn người kia là bác Tiêu Bà. Hắn muốn chúng ta đi vào cửa chết, muốn chúng ta không được luân hồi, mãi mãi không được siêu sinh. Vậy làm sao phân biệt được đây? Chỉ một người nói thật và một người nói dối. Được thôi, ông lập tức trả lời tôi. Ông nói bên đó là cửa sống đúng không? Trả lời tôi ngay lập tức. Ở phía sau tôi. Bây giờ tôi biết rồi, cửa bên này mới là cửa sống. Một người nói thật và một người nói dối. Nếu ông là thật, ông nhất định đối bên kia là cửa sống. Nếu ông là giả, ông sẽ đối bên của ông là cửa sống. Vì vậy ông là giả. Mau sư phụ, ông đúng là thông minh. Hai người mau chóng trở về cho. Cảm ơn Phật sống. Để cho tôi. Ma sư phụ, chúng ta trở về rồi sao? Đúng rồi. Ông nhà râu mép tránh ra. Hà Mễ à, em có sao không? Chị có bị thôi, sao không vậy? Mà sao không? Đó, chị xem. Trời ơi. Mau lên, mau lên. Chạy mau đi, chạy mau đi. 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 Ê, ông đi đâu vậy hả? Đi bên này mới đúng nè. Đi bên này mới đúng nè. Ừ, dặn mặt châu báo của tôi còn để ở nhà, tôi phải trở về lấy mới không được. Không cần lấy đâu, trấn sắp bị nhắm chìm rồi. Nhanh lên đi, đi nhanh lên. Ây da. Trời ơi, bà không sao chứ? Bà không sao chứ? Tôi bị té rồi. Từ từ thôi. Sao bà phiền phức như vậy? Giang tế lạc ma sắp đánh tới rồi kìa. Trời ơi, các người còn ở đây làm cái gì vậy? Trời ơi, không chạy nhanh đi. Tôi nghe nói là nước sông Tây Sơn sắp đầy rồi, sẽ dâng lên rất nhanh. Chúng ta đi thôi. Đi thôi. Cẩn thận nha. Nè, hai người sao không đi? Không được, chúng tôi phải quay về xem sư phụ sao đã. Muốn đi thì cùng đi. Đi thôi. Cẩn thận đó. Sư phụ. Sư phụ à, giờ sao đây? Sự việc cấp bách, chúng ta cần đi ngay. Đường xá đã bị phong tỏa hết rồi sư phụ. Không sao đâu, tôi biết một con đường có thể đi được. Đừng chờ nữa, chúng ta đi mau đi. Sư phụ, sao người còn chưa đi? Mày đi trước đi, ta tới liền. Dạ. Dạ. Bác Tư Ba, ông dừng tay lại đi. Chúng sinh trên trần gian đều có nghiệp vô danh, tôi chỉ giúp họ sớm bước lên niết bàn mà thôi.
phí lời. Ông mới là phí lời. Ta sẽ dùng binh pháp để giết ngươi. Mao Tiểu Phương, vì làm sao đấu lại ta đây? Phẩm chất không chính trực muốn đấu với tôi sao? Đi địa càng khôn, thấy cực vô lượng. Sao mọi người quay lại vậy? Phía sau không có đường. Ông còn muốn làm chuyện xấu sao? La Tan, tránh ra đi. La Tan, cẩn thận. Ông, tại sao ông lại cứu tôi? Bởi vì ta là cha của con. Ông là ba của tôi sao? Đúng vậy, ta là cha của con. Từ nhỏ ta đã giao con cho người khác nuôi dưỡng, không có cơ hội nhìn thấy con. Ta thật sự hy vọng bản thân có thể giống như người bình thường, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy con gái của mình. Suốt đời ta chỉ hy vọng chính là nghe được từ miệng của con gọi một tiếng ba. Ta biết là ta không xứng. Ta biết là ta không xứng mà. Con hãy bảo trọng. Phải bảo trọng. Chẳng trách Bác Tư Ba luôn tìm mọi cách để La Tan trở thành linh đồng. Thì ra là con gái ruột ông ấy. Hội nghị tranh luận cuối cùng chắc chắn là ông ấy giở trò rồi. Nè, em cũng là chuyện thấy linh đồng, em không có lý do nào mà không biết được. Em đã chết kiếp trước, chỉ có cái ức mơ hồ mà thôi. Mỗi người làm việc đều có nguyên nhân, có nguyên nhân phải có kết quả. Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, không cần để ở trong lòng nữa đâu. Đúng rồi, không cần buồn nữa đâu. Đúng rồi, bây giờ Trấn Cam Điền á đã tai qua nạn khỏi rồi, nên vui mới đúng chứ, đúng không? Cùng ly chúc mừng đi. Cảm ơn. Cho hỏi, Hà Mễ ở đây đúng không? Mấy người còn dám tới hả? Bác Tư Ba chết rồi, mấy người còn dám tới đây làm loạn? Bác Tư Ba gây họa hại đời, các vị đã giúp bổn đạo trừ gian, quả thật là công đức vô lượng. Trụ trì của chúng tôi là Ninh Ma Phật Sống chỉ thị chúng tôi đến đây để đón linh đồng về Bố Đạt La Cung. Ông nói là thật sao? Ông kêu chúng tôi làm sao mà tin chứ? Sợ. Tôi chính là Hà Mễ. Vô lượng thọ Phật, cung nghênh Đạt La Phật Sống. Vô lượng thọ Phật, làm phiền các vị rồi. Tâm Nguyên, đứng lại đó. Ui trời, thời tiết hôm nay đẹp dữ.
Mai Khôi cô nương, kinh doanh tốt không? Không tệ lắm. Anh Cường với tôi gấp 3 lần, nói chúng tôi sẽ mất mạng. Bây giờ tôi vẫn còn đứng ở đây nè, anh tính sao hả? Cô thật là xinh đẹp diễm kiều, xinh tươi hơn cả bông hoa nữa. Cho tôi 2 ngày nữa đi. Muốn nịnh tôi sao? Anh cho rằng tôi cho anh thêm 2 ngày nữa là anh có đủ tiền trả tôi không? Hoa, Mai Khôi cô nương xinh đẹp diễm kiều, xinh tươi hơn cả hoa, còn là suy đoán như thần. Cô cho tôi thêm 2 năm nữa, tôi cũng không đủ tiền đâu. Được, tôi có thể cho anh, không cần đưa tiền tôi. Vậy mới nói Mai Khôi cô nương thật là xinh đẹp diễm kiều, xinh tươi hơn hoa nữa, thật là không sai. Nói đi nói lại cũng là câu nói đó thôi, không đưa tiền cũng được. Nhưng mà anh phải làm cho tôi một việc nha, hơi khó một chút đối với anh suy nghĩ cho kỹ đi ha. Ai biểu Châu Tâm Nguyên tôi mắc nợ cô chứ? Đưa đây. Đưa gì? Thì tử vi ngày sinh đó. Lấy tử vi ngày sinh của tôi làm gì? Để tôi đi chọn ngày. Chọn ngày làm gì? Thì cưới cô về nhà. Tôi biết Châu Tâm Nguyên tôi làm cô rất khó xử, nhưng mà hết cách rồi, có chơi có chịu thôi. Cưới cô thì cưới cô, đưa đây. Đúng là điên quá, tôi chịu lấy anh thì mới được. Ê, chứ cô nói có thật không? Ôi trời, như vậy là quá tốt rồi. Chuyện khó khăn nhất của tôi cũng được giải quyết rồi. À, có gì cứ nói. Đúng là điên rồi mà. Ngày mai bạn phải đi sớm rồi đúng không? Vậy chị Khôi sẽ không nỡ lòng nào mà để bạn đi đúng không? Không giống như bạn nói, chị ấy hình như không có gì hết. Hôm qua còn cãi nhau một trận với Mao sư phụ. Bạn tiếp theo dự định làm sao hả? Tôi sẽ đến ở nhờ nhà một người họ hàng. Qua 2 ngày nữa tôi sẽ khởi hành. Ngày mai bạn không cần đến tiễn tôi đâu. Tại sao vậy? Tóm lại không cần đến. Tại sao lại vậy? Tôi sợ tôi không kìm được nước mắt mà khóc trước mất mặt đó. Ý, Hành Ngọt. Hành Ngọt. Ngày mai ta phải đi rồi, không có ai chăm sóc cho ngươi đâu. Ngươi phải làm một con chó hiểu chuyện nghe chưa? Bạn thật là ngốc mà, nó làm sao hiểu được bạn nói chứ? Bạn xem nó trả lời tôi kìa. Đừng ngốc. Sau khi tôi đi, bạn sẽ là người chăm sóc Hành Ngọt đó. Bạn hứa với tôi nha. Chuyện mà tôi đã hứa với bạn, có khi nào tôi thất hứa đâu. Nhưng mà chuyện tôi hứa với bạn, tôi lại không làm được. Bạn nói đom đóm sao? Tôi nghĩ là cả đời này tôi cũng không có cơ hội làm. Hà Mễ, xem nè. Wow, đẹp quá. Thật đẹp quá đi. La la la. Cái thằng khốn kiếp. Suốt ngày cứ lo yêu đương, không làm việc nữa hả? Chị Khôi, chị cái đầu em đó. Chị phát hiện cái trấn này còn nhiều đồ tốt lắm nha, nên là cặp đôi hiệp đạo hắc hoa hồng của chúng ta tái xuất thôi. Phải thông minh lên, đừng có dùng tay nữa. Chị Khôi, còn đứng đó làm cái gì nữa, thay đồ đi. Chị vào Phục Hy Đường ăn trộm sao? Không được sao? Chị điều tra rồi, bên trong Phục Hy Đường á, ông miếng ngọc tam bảo đắt giá lắm. Ăn trộm đồ của ông đạo sĩ Thối hả? Em sợ hả? Sợ cái gì chứ, chết thì chết thôi. Vậy mới là đồng hành tuyệt vời của Mai Khôi ta đây chứ.
Vào thôi. Khoan đã. Cái gì vậy? Ma sư phụ ngủ không có đóng cửa phòng sao? Sao mà biết được, chị đâu phải là má của ổng đâu. Vậy cứ cho chị là vợ của ổng đi. Bây giờ em tới đây ăn trộm hay để nhiều chuyện đi? Em quên mất. Đi. Có gì đâu mà nhiều. Thiệt tình. Ai đó? Xin lỗi nha, đi lộn phòng. Thằng mày khù, đứng lại. Đứng lại, ăn trộm to gan, dám vô Phục Huy đường ăn trộm hả? Tôi thích vậy đó. Mày Khôi, đứng lại. Đứng lại. Nếu không tôi bắn. Chị Khôi, chúng ta tính sao đây? Đi. Nếu đi tôi bắn thật đó. Anh đừng bắn, đừng bắn, đừng bắn mà. Tôi không tin là anh dám bắn tôi đó. Đi. Đang làm thôi. Sao tôi ăn cắp gì của anh á mà nằm dữ vậy chứ? Đã vậy còn dám bắn tôi đi. Nữa anh đúng là coi vợ sẽ bắn con gián ở trong đi. Nhà của anh đi, đúng là còn dám chạy sao? Đi, tại sao anh dám bắn? Cô ta chạy thì bắn thôi, chúng ta đang diễn kịch mà. Tôi quá nhập vai rồi, phải làm sao? Anh đi giải thích với Mai Khôi đi. Hả? Đội trưởng. Thôi, tình tam nguyên đó không biết làm cái gì nữa, xem chút là mất mạng rồi. Chị Khôi, thôi bỏ qua đi, lấy lại được cái mạng là tốt rồi. Dây chuyền đâu, đưa em xem. Wow, nặng tay vậy, mình chia ra đi ha. Em có nghĩ cũng đừng có nghĩ tới, dây chuyền vàng thuộc về chị, miếng ngọc thạch thuộc về em. Chị có nói lộn không vậy? Không nói lộn, lần nào cũng là chị chia mà. Nhưng đâu có lý do gì mà chị chiếm nhiều quá nhở? Sao mà không có chứ, vì công sức của chị nhiều hơn. Không có tay của em thì ai kéo chị lên đây? Không có được kế hoạch của chị đặt ra thì em làm sao mà có cơ hội kiếm tiền? Không hả? Có em thì sao chị an toàn về đây được chứ? Không có chị, hai chúng ta phải làm sao đây? Không có. Không có, hai thứ đều không có. Chị Khôi, trời sáng rồi, em phải đi rồi. Chị giúp em thay quần áo nha. Không cần đâu, em tự làm được rồi. Chị biết rồi, em tới bố Đạt La cũng có rất nhiều người chăm sóc cho em. Từ nhỏ tới lớn là chị Khôi giúp em thay. Đây là lần cuối cùng rồi. Để chị thay cho em lần cuối cùng đi. Rồi cái nón này lên á, không còn là Hà Bể hay đi trộm đồ với Hắc Mai Khôi nữa đâu. Từ nay em phải làm người thật tốt, đừng có làm cho người khác nhìn thấu. Chị Khôi nhiều năm như vậy á, đều chưa thể dạy dỗ em cho đàng hoàng, đều tại chị không tốt. Em đừng trách chị nha. Chị Khôi, chị không được nói như vậy, chị dạy em rất nhiều thứ. Nếu có thể chọn, em vẫn chọn làm hiệp đạo cùng với chị. Chị Khôi, em không muốn xa chị đâu.
Chị cũng không nỡ xa em. Em có biết hay không, em là đứa em quý báu nhất trong cuộc đời của chị đó. Chị Khanh ơi, vô lượng thọ Phật. Cảm ơn cậu đã tặng cho tôi một tin tức lớn như vậy. Vô lượng thọ Phật, nhớ phải viết thư về cho chúng tôi đó. Vô lượng thọ Phật. Này nhớ nha, nếu bị ăn hiếp á thì nói cho tôi biết, chúng tôi sẽ cho họ một bài học. Vô lượng thọ Phật. Mà sư phụ, có cái này không biết tôi có nên nói ra không? Cậu nói đi. Tôi có linh cảm Cam Điền Trấn sẽ có tai kiếp lớn, nhưng cụ thể là tai kiếp gì tôi không chắc chắn được. Cô yên tâm đi, Cam Điền Trấn trải qua bao nhiêu phong ba bão táp đều có thể gặp dữ quá lành, chúng tôi không có chuyện gì đâu, cô yên tâm đi. Vậy thì tôi sẽ ngày đêm cầu chúc cho mọi người được bình an, hy vọng mọi người và Cam Điền Trấn nhiều phúc vô lượng, an khang thịnh vượng. Cảm ơn cậu. Vô lượng thọ Phật. Chị Khôi. Không được vậy đâu, đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên chứ. Ừ. Chị Khôi. Cái này á là đồ vật cuối cùng mà em đang trộm về cùng với chị đó. Nếu như mà nhớ tới chị á thì đem nó ra mà ngắm đi. Bây giờ em còn nhỏ, mai mốt em lớn lên á, chắc em sẽ quên chị luôn. Em không quên đâu. Thật ra cái này á không phải là chuyện xấu gì đâu. Trở thành Đạt La Phật sống á là chuyện mà em phải làm. Nếu một ngày nào đó em cảm thấy không còn quan trọng nữa thì em cứ quăng nó. Chị Khôi không buồn em đâu. Chị cũng hy vọng là em mau quay về đó, để em có thể toàn tâm toàn ý phù hộ chúng sinh, hiểu chưa? Chị Khôi. Chị Khôi. Chị Khôi. Chị nói là không được khóc rồi mà. Được rồi, em lên đường đi. Chị Khôi. Đi mau đi. Các vị xin tạm biệt. Tạm biệt nha. Tạm biệt chị Khôi. Tạm biệt. Chị Khôi, chị yên tâm đi, em sẽ mãi mãi nhớ đến chị. Tạm biệt chị Khôi. Tạm biệt. Không được, chúng tôi phải quay về xem sư phụ cái đã. Muốn đi thì cùng đi. Đi thôi. Cẩn thận đó. Không được, hai người mau đi đi. Không được, chúng tôi phải quay về xem sư phụ cái đã. Muốn đi thì cùng đi. Đi thôi. Cẩn thận đó. Thì sao chứ? Chị thôi. Cảm ơn chị. Thằng giấy rơi rồi. Ủa, chưa tới hả? Tôi thấy giám đốc ở bên này nè. Sư đôi lòng duyên,
Chị cũng hy vọng là em mau quay về đó, để em có thể toàn tâm toàn ý phù hộ chúng sinh. Chị con ơi, chị con ơi.